Chào mừng đã quay trở lại với hành trình khám phá lịch sử thế giới. Thưa quý vị, radium là nguyên tố hóa học mới được nhà hóa học Marie Curie phát hiện vào khoảng 20 năm trước khi cuộc chiến thế giới xảy ra. Với khả năng phát sáng được xem là kỳ diệu, radium đã trở thành một trong những chất hóa học được ưa chuộng và sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, từ thuốc chữa bệnh cho đến mỹ phẩm. Một trong những ứng dụng phổ biến nhất chính là để vẽ mặt đồng hồ. Thứ ánh sáng đã mang đến cho Marie Curie giải Nobel, nhưng cũng chính nó đã cướp đi sinh mạng của bà. Và công việc vẽ số lên mặt đồng hồ với loại sơn phát sáng từ radium đã biến các cô gái trẻ trở thành những bóng ma khi cơ thể phát sáng vào ban đêm. Chẳng ai ngờ được, chỉ vài năm sau đó, họ đã phải gánh chịu hậu quả khủng khiếp, thậm chí là cái chết đau đớn. Và đó cũng là bí ẩn lịch sử được Lịch sử thế giới lật mở qua video ngay sau đây. Hội chứng cuồng radium. Một thế kỷ trước, những chiếc đồng hồ phát sáng trong bóng tối là hình ảnh thực sự hấp dẫn. Những chiếc kim và số trên mặt đồng hồ được phủ một loại sơn đặc biệt, phát sáng mà không cần phải nạp năng lượng mặt trời. Điều đó giống như phép thuật vậy. Năm 1916, một trong những nhà máy đầu tiên sản xuất đồng hồ phát sáng đã đi vào hoạt động tại bang New Jersey của Mỹ. Nhà máy tuyển dụng khoảng 70 phụ nữ, những người đầu tiên trong số hàng nghìn nữ công nhân tại nhiều nhà máy. Như vậy trên khắp nước Mỹ, đó là một công việc nhẹ nhàng lương cao. Để quét sơn lên những chiếc kim đồng hồ nhỏ xíu, các cô gái được hướng dẫn vê lọn chổi sơn bằng chính môi của họ và được nhà máy khẳng định là an toàn. Nhưng loại sơn khiến cho kim đồng hồ phát ra ánh sáng xanh kỳ diệu là nhờ có chứa radium, một nguyên tố phóng xạ đã được nhà bác học Marie Curie tìm ra không đầy 20 năm trước. Lúc này các đặc tính của radium vẫn chưa được hiểu biết đầy đủ. Vì thế, những nữ công nhân trong nhà máy đồng hồ đã nuốt phải nó trong gần như mỗi lần quét sơn. Họ trở nên nổi tiếng với biệt danh những cô gái radium. Radium, ánh sáng thần diệu thu hút những con thiêu thân. Radium được nhà bác học đoạt giải Nobel Marie Curie và chồng là Pierre Curie tìm ra vào năm 1898. Nó nhanh chóng được sử dụng trong một liệu pháp chống ung thư. Do liệu pháp này thành công, radium trở thành một thứ thuốc thần quyền năng, được sử dụng giống như cách chúng ta dùng vitamin ngày nay. Loài người bị mê hoặc bởi sức mạnh của nó. Bà Kate Moore, tác giả của cuốn sách The Radium Girls, trả lời phỏng vấn CNN. Thời đó, thực sự đã xảy ra một cơn cuồng radium. Vật liệu phóng xạ này trở thành thứ vitamin bổ sung vào hàng loạt sản phẩm dùng hàng ngày, từ kem đánh răng tới mỹ phẩm, thậm chí cả thực phẩm và nước uống. Một trong những nhà sản xuất có tên là Radiator thậm chí còn hòa một lượng rất nhỏ radium vào nước uống rồi quảng cáo như một kiểu nước thần cải tử hoàn sinh với cam kết chữa được đủ mọi loại bệnh từ hen suyễn tới gút. Mọi người biết phóng xạ giải phóng ra năng lượng, nhưng họ không biết việc đưa một số năng lượng vào cơ thể họ có thể gây hại. Ông Timothy Jorgensen, một chuyên gia phóng xạ tại Đại học Georgetown, là tác giả của cuốn Ánh sáng kỳ lạ, câu chuyện phóng xạ cho biết. Không phải là thứ thuốc trị bách bệnh như người ta lầm tưởng, radium là nguyên tố chết người. Vận động viên điền kinh người Mỹ Eben Bayers từng nổi tiếng vì uống mỗi ngày một chai Radiator trong vài năm để đồi chết trẻ vào năm 1932. Dòng tiết mà tờ Wall Street Journal giật về cái chết của anh cũng thật hãi hùng. Nước radium hiệu quả tốt cho đến khi hàm anh đã trùng ra. Ánh sáng rực rỡ trở thành sát thủ giấu mặt. Khi nuốt vào đường tiêu hóa, radium trở nên đặc biệt nguy hiểm. Về mặt hóa học, nó hoạt động rất giống với canxi. Do cơ thể sử dụng canxi để tạo xương, radium vào cơ thể qua đường tiêu hóa bị nhầm là canxi và được đắp vào xương. Vì thế, nuốt phải radium sẽ dẫn đến tình trạng hoại tử xương và ung thư xương. Những bệnh này tiến triển thế nào còn tùy vào liều radium. Nhưng với những liều cao như cô gái phóng xạ sử dụng thì chỉ trong vài năm, ông Jorgensen cho biết. Loại sơn phát sáng hoạt động bằng cách chuyển hóa phóng xạ thành ánh sáng nhờ chất huỳnh quang là một trong những sản phẩm gốc phóng xạ thành công nhất. Cứ mỗi lần dùng miệng vuốt đầu chổi sơn, các cô gái phóng xạ lại bị nhiễm một lượng nhỏ radium. Khi đồng hồ phát sáng trở nên thờ thượng vào đầu thập niên 1920, thế giới bắt đầu ý thức hơn về nguy cơ phóng xạ. Tuy nhiên, nhiễm độc phóng xạ không xảy ra ngay lập tức mà âm thầm trong nhiều năm trước khi công nhân phơi nhiễm xuất hiện triệu chứng bệnh. Các cô gái phóng xạ ban đầu tin rằng họ đang ngày càng khỏe khoắn hơn nhờ làm việc với một loại thần dược mới, thứ vật chất đắt nhất thế giới vào thời điểm đó, có tương đương 2,2 triệu đô la Mỹ trên 1 gram theo sức mua ngày nay. Các cô gái còn được ví như những nghệ sĩ góp phần làm ra những chiếc đồng hồ thượng hạng, vì thế họ còn rủ thêm chị em gái và bạn bè tham gia nhà máy.
Có thời điểm nhà máy đồng hồ của tập đoàn Radium Hoa Kỳ USRC có tới 300 nữ công nhân làm việc, trong đó nhiều người là thân nhân cùng gia đình. Thời đó, một hiệu ứng phụ của công việc sơn đồng hồ là bụi phóng xạ bay đầy trong không khí. Khi sơn được trộn, phủ lên tóc và quần áo của các nữ công nhân, khiến họ cũng phát ra thứ ánh sáng xanh kỳ ảo. Các cô gái thậm chí còn thích thú với điều đó. Họ bảo nhau mặc quần áo đẹp tới nhà máy, để đến khi ra về, họ trông giống như những tiểu thư tỏa sáng lấp lánh. Nhưng những ngày vui không kéo dài, năm 1922, nữ công nhân 22 tuổi, Molly Madra, bị buộc phải nghỉ làm vì đổ bệnh. Ban đầu Molly bị đau răng, sau khi nha sĩ nhổ chiếc răng đau đầu tiên, chiếc răng tiếp theo bắt đầu đau và cũng được nhổ. Nhưng từ chỗ trống của những chiếc răng đã mất, những cục u quái gỡ bắt đầu trồi lên, trông như những bông hoa sậm màu, bên trong mọng màu đỏ và vàng có máu và mủ. Những khối u phát triển rất nhanh khiến hơi thở của bệnh nhân ngày càng hôi thối khó chịu. Rồi Molly bắt đầu đau đớn ở hai chân khiến cô dần dần không thể đi lại. Các bác sĩ lại cho rằng cô bị thấp khớp và kê đơn thuốc aspirin. Nỗi kinh hoàng mang tên Radium ăn xương. Tháng 5 năm 1922, Molly Madra đã rơi vào tình cảnh tuyệt vọng. Cô mất hầu hết răng trong miệng, trong khi chứng nhiễm trùng quái đản thì lan rộng khiến toàn bộ hàm dưới, phần vào miệng và cả những phần xương ở... Dù vậy, điều tồi tệ nhất vẫn chưa đến. Khi nha sĩ nhẹ nhàng gõ vào xương hàm từ phía trong miệng cô, trước sự kinh hoàng của ông, xương bệnh nhân vỡ tan giữa các ngón tay bác sĩ. Người nha sĩ chỉ cần dùng ngón tay đưa vào miệng và nhặn những mảnh xương ra. Chỉ vài ngày sau đó, toàn bộ xương hàm dưới của bệnh nhân trộn ra theo cách tương tự. Cơ thể của Molly Madra đã vỡ vụn theo đúng nghĩa đen. Ngày 12 tháng 9 năm 1922, Molly đã bị xuất huyết quá nặng nên đã qua đời. Khi cô vừa tròn 24 tuổi, các bác sĩ lúng túng và bất lực trước căn bệnh lạ của Molly. Cuối cùng họ viết trong giấy chứng tử rằng cô chết vì bệnh giang mai. Sau Molly Madra, Grace Fire và các cô gái Radium khác đều bị các triệu chứng lạ tương tự. Một người bị sụn cột sống giống như cách hàm của Madra bị Radium hủy hoại. Những người khác bị ung thư da, đục nhân mắt, ung thư họng và nhiều triệu chứng khác của phơi nhiễm Radium trong thời gian dài như mất răng, rụng hết tóc. Những tội ác bị che giấu. Suốt 2 năm trời sau cái chết của Molly Madra và những người khác, công ty sở hữu nhà máy sản xuất đồng hồ phát sáng là tập đoàn Radium Hoa Kỳ USRC hoàn toàn từ chối mọi trách nhiệm liên quan đến cái chết của các công nhân nữ tại nhà máy. Tuy vậy, tin đồn về thứ thuốc độc gây chết người cũng khiến cho công việc kinh doanh của USRC sa sút. Đến năm 1924, công ty này buộc phải thuê một chuyên gia nghiên cứu về mối liên hệ giữa công việc sơn mặt đồng hồ và những cái chết bất thường của công nhân để làm yên lòng dư luận. Không giống như những nghiên cứu trước đây do công ty tự tiến hành về lợi ích của Radium, nghiên cứu này được tiến hành độc lập. Nhưng khi chuyên gia xác nhận mối liên quan giữa Radium và những căn bệnh lạ của các cô gái Radium, thì chủ tịch USRC đã nổi điên lên. Một mặt giấu nhẹm kết quả nghiên cứu, một mặt USRC tiếp tục trả tiền tiến hành những nghiên cứu mới, cố tình đưa ra những kết luận trái ngược và còn nói dối Bộ Lao động Mỹ khi đó cũng vào cuộc điều tra và kết quả của cuộc nghiên cứu đầu tiên. Dù chịu nhiều đau đớn về bệnh tật, năm 1925, Grace Fryer, một trong các nữ công nhân tại nhà máy New Rustay, quyết định kiện USRC ra tòa. Nhưng cô mất tới 2 năm để tìm kiếm một luật sư dũng cảm cho mình. Năm 1927, Grace cùng 4 đồng nghiệp khác đệ đơn kiện ra tòa và những dòng tin báo về câu chuyện kinh hoàng của các cô gái phóng xạ đã lan khắp thế giới. Ánh sáng xanh không biết nói dối. Cái chết kinh hoàng liên tục ập đến khiến cho các công nhân nữ hoảng loạn và sợ hãi. Thử thách lớn nhất mà họ phải đối mặt chính là làm sao để tìm ra được mối liên hệ giữa căn bệnh bí ẩn và chất radium mà họ đã phải nuốt đến hàng trăm lần mỗi ngày. Bên cạnh đó, nhiều người vẫn tin tưởng rằng radium là một chất có lợi cho sức khỏe, khiến cho cuộc chiến của các công nhân nữ thấp cổ bé họng càng thêm khó khăn. Thực tế, mãi cho đến khi người công nhân nam đầu tiên ở công ty Radium qua đời, các chuyên gia mới thực sự nghiêm túc xem xét đến những ảnh hưởng của chất phóng xạ nguy hiểm này đối với con người. Năm 1925, bác sĩ Harrison McLean đã tiến hành nghiên cứu và chứng minh rằng Radium chính là thủ phạm giết chết các cô gái trẻ trong nhà máy USRC. Thực chất, từ năm 1901, Radium đã được chứng minh có thể gây ảnh hưởng nặng nề đến con người khi tiếp xúc bên ngoài. Pierre Curie, chồng của bà Marie Curie, từng viết rằng sẽ không một ai muốn ở trong phòng cùng với một ký radium nguyên chất vì thứ phóng xạ nguy hiểm này có thể đốt cháy toàn bộ da trên cơ thể con người, phá hủy thị lực và tệ hơn là gây tử vong.
Bác sĩ Harrison phát hiện rằng khi tiêu thụ radium qua đường miệng, dù chỉ với lượng chất rất nhỏ cũng có khả năng gây hậu quả kinh khủng gấp nghìn lần. Radium sau khi vào cơ thể của các nạn nhân đã phát ra bức xạ liên tục khiến cho các cấu trúc xương của họ bị phá hủy. Radium tấn công trên toàn bộ cơ thể của các cô gái. Cột sống của Grace bị nghiền nát và buộc cô phải dùng nẹp thép mới có thể ngồi vững. Một cô gái khác có phần cầm biến mất, chân của cô bị rút ngắn lại và gãy vụn một cách tự nhiên. Đáng sợ hơn nữa, những đoạn xương bị hủy hoại ấy vẫn tiếp tục phát sáng trong đêm như minh chứng kinh hoàng nhất của chất độc radium. Đáng tiếc là một khi đã nhiễm độc phóng xạ, số phận của các cô gái chỉ còn là đau đớn và cái chết, chứ không có cách nào chữa trị được. Và họ, những cô công nhân trẻ tuổi, phơi phới, buộc phải trơ mắt nhìn vào một tương lai khủng khiếp mà chỉ có cái chết mới kết thúc được mọi thứ. Cuộc chiến pháp lý. Lúc này, thách thức lớn nhất của những nữ công nhân đứng đơn kiện là phải chứng minh được mối liên hệ giữa những căn bệnh quái lạ mà họ mắc phải với phóng xạ radium mà họ nuốt vào người hàng trăm lần mỗi ngày. Họ cùng lúc phải đấu tranh chống lại quan điểm rộng rãi, khi đó cho rằng radium là một chất an toàn. Chỉ tới khi năm công nhân đầu tiên làm việc trong nhà máy radium qua đời, thì các chuyên gia mới thực sự vào cuộc. Năm 1925, một bác sĩ là Hasilo Marklen đã tiến hành xét nghiệm và chứng minh rằng chính radium đã đầu độc các cô gái. Nhóm điều tra do bác sĩ Marklen dẫn đầu đã lục lại hồ sơ cái chết của Molly Maria, tiến hành khai quật tử thi và cuối cùng đã tìm ra lời giải thích cho những gì xảy ra bên trong cơ thể những công nhân phơi nhiễm radium. Bất chấp ngành công nghiệp radium ra sức chèn ép, dùng mọi thủ đoạn để vùi dập nghiên cứu của bác sĩ Harrison, các công nhân nữ tại nhà máy biết rằng họ không còn đường nào khác là phải cùng đoàn kết, đứng lên đấu tranh, đòi lại công bằng cho tất cả những người cùng cảnh ngộ. Cuộc chiến này không phải vì bản thân tôi, Grace Fryer nói. Tôi đang nghĩ đến hàng trăm cô gái trẻ khác và muốn họ nhìn vào chúng tôi như những ví dụ. Grace đã lãnh đạo các công nhân nữ, quyết tâm tìm cho họ một luật sư, mặc cho bao nhiêu lần bị từ chối. Những luật sư đó, người thì phớt lờ vì không tin vào lời nói của phụ nữ, có người vì e sợ uy quyền của các công ty radium, cũng có người không muốn tham gia vào một cuộc chiến pháp lý mà buộc họ phải lật ngược lại những điều luật vốn có. Vào thời điểm đó, ngộ độc radium không phải là một căn bệnh có thể được đền bù. Căn bệnh thậm chí không được phát hiện cho đến khi các dấu hiệu xuất hiện rõ ràng trên người các nạn nhân. Bên cạnh đó, luật pháp quy định những người bị ngộ độc do nghề nghiệp buộc phải chứng minh và chỉ giải quyết vụ án trong vòng 2 năm. Thế nhưng ngộ độc radium là một câu chuyện khác. Hầu như các nạn nhân chỉ phát bệnh khoảng sau 5 năm làm việc tiếp xúc với chất độc phóng xạ này. Cuối cùng họ bị mắc kẹt trong một cuộc chiến lẩn quẩn không có một chút công bằng nào. Năm 1927, một luật sư trẻ tên là Raymond Berry đã chấp nhận đại diện cho những cô gái radium trong vụ kiện lịch sử chống lại USRC. Trong khi phía công ty liên tục tìm cách kéo dài trình tự pháp lý, thì Grace cùng với những đồng nghiệp khác chỉ còn vài tháng ngắn ngủi để sống. Cán cân công lý lại nghiêng về phía kẻ mạnh. Grace và các bạn bị buộc tội kết thúc vụ kiện bằng việc hòa giải ngoài tòa, thế nhưng điều họ làm được hơn cả mong đợi. Vụ ngộ độc radium đã bắt đầu khiến cho công chúng để ý tới. Hàng loạt trang nhất của các tờ báo đều đăng tin về những cô gái radium, tạo nên một làn sóng ảnh hưởng mạnh mẽ trên khắp nước Mỹ. Tại Ottawa, Illinois, công ty Radium Dial cũng bắt chước chiêu trò của USRC, chối bỏ mọi trách nhiệm liên quan đến tình trạng sức khỏe của các công nhân nữ bị ngộ độc radium. Họ đặt quảng cáo lớn trên tờ báo địa phương, khẳng định rằng nếu công việc tại nhà máy gây ảnh hưởng nguy hiểm đến sức khỏe của người lao động, thì công ty chúng tôi đã phải bị đóng cửa từ lâu. Nỗ lực che giấu vụ bê bối này của công ty Radium Dial còn nghiêm trọng đến mức họ đã lấy trộm xương của các nạn nhân bị ngộ độc để làm sai lệch kết quả khám nghiệm tử thi của cơ quan điều tra. Trên thực tế, từ đầu năm 1901, dù đã có bằng chứng cho thấy radium có thể gây hại ghê gớm tới sức khỏe con người dù chỉ tiếp xúc ngoài da, nhà khoa học Barry Corey cũng từng nhấn mạnh rằng ông không muốn ở trong phòng kính với 1 kg radium nguyên chất vì ông tin rằng nó sẽ đốt cháy toàn bộ da trên cơ thể ông, hủy hoại mắt và có thể giết chết ông. Còn bác sĩ Marklen thì phát hiện ra rằng khi radium được đưa vào cơ thể, dù chỉ với một lượng rất nhỏ, mức độ hủy hoại còn lớn hơn thế hàng ngàn lần. Việc những nữ công nhân đồng hồ thường xuyên đưa một lượng nhỏ radium vào cơ thể qua đường miệng đã hủy hoại xương của họ. Nó tạo ra những lỗ hổng bên trong cơ thể họ theo đúng nghĩa đen, cho dù họ đang sống bình thường. Rồi thứ chất phóng xạ này tấn công toàn bộ cơ thể người phụ nữ. Xương sống của Grace Fryer gần như bị đục rỗng và cô phải đeo đai lưng bằng thép để chống đỡ. Hàm của một cô gái khác bị radium ăn sạch. Chân của các nữ công nhân cũng co ngắn lại và rất dễ gãy.
Phụ kiện đi đến thắng lợi vào năm 1928 đã đánh dấu một dấu mốc lớn về xây dựng những đạo luật về bảo hộ lao động độc hại. Lúc này mối nguy hiểm từ radium đã nhận được nhìn nhận đầy đủ hơn. Kỹ thuật dùng môi phước chổi sơn bị cấm và các công nhân làm đồng hồ phát sáng được đeo dụng cụ bảo hộ. Nhân thêm nhiều phụ nữ khác tiếp tục đệ đơn kiện, trong khi các công ty radium cũng kháng cáo nhiều lần. Và cuối cùng vào năm 1939, Tòa án tối cao Mỹ đã bác bỏ đơn kháng cáo, các nạn nhân sống sót được bồi thường, các giấy chứng tử ghi đúng nguyên nhân cái chết của những người đã qua đời. Sơn phát sáng ra từ radium cũng bị loại bỏ dần và không còn được sử dụng trong các loại đồng hồ kể từ năm 1968. Thật khó để tính toán bao nhiêu phụ nữ đã gánh chịu những vấn đề về sức khỏe do nuốt phải radium, nhưng chắc chắn con số lên tới hàng ngàn người. Theo tác giả Kate Murray của cuốn sách The Radium Rose, khi viết về những cô gái sơn đồng hồ nhiễm độc radium, một số hậu quả của radium chỉ được nhận thấy về lâu dài qua các dạng ung thư khác nhau, với dòng đời lên tới 1.600 năm. Một khi radium khi đi vào cơ thể của con người, nó sẽ ở đó mãi mãi. Sau một cuộc chiến pháp lý khó khăn, một số cô gái radium đã được đền bù, số khác thì không và một số may mắn vẫn tiếp tục sống. Macbeth William sống ở Olympia, Washington, có lẽ là cô gái radium còn sống cuối cùng. Bà làm việc cho USRC năm 16 tuổi và vào năm 2015 bà 104 tuổi. Năm 1942, các nhà vật lý học tại Đại học Chicago đã thiết lập thành công một phản ứng dây chuyền ngắn. 3 năm sau, dự án Manhattan đã sản xuất một quả bom nguyên tử. Trong nhiều thập kỷ sau đó, Ủy ban Năng lượng Nguyên tử Hoa Kỳ ghi nhận nghiên cứu và kinh nghiệm thu được từ vụ việc USRC giúp họ đưa ra các quy trình xử lý và an toàn, giúp hàng ngàn công nhân trong các ngành sản xuất phục vụ chiến tranh được an toàn trong Thế chiến thứ 2.